xe tăng em ơi. Có Panther không? Ô tô, em đi vào nó vào đây này anh Giang ơi. Chỗ ô tô hỏng em ơi. Chỗ cái nhà của anh em mình đấy. Đây đây đây. Có thằng nóc kìa. Để em đánh con xe lên đã, anh bắn đi. Đánh kín kín vào Mon ơi. Em đánh đấy nó công vào nhà anh là kiểu gì nó phá xe đấy. Đóng kín kín không có đường ra. Ui. Tại không có. Đường nào? Ui, bắn khét thế nhỉ? Biết rồi, bắn vào đầu em luôn. Đây này, cỡ... Chúng ta bắn nhau ở chỗ khu chấm vàng này. Cái xe đấy, xe đấy. Phá lốp được thì phá. Bên này, chết chấm vàng, chết chấm vàng. Vàng nó phải chạy đấy. Rồi rồi rồi, thấy rồi. Bắn chấm vàng trước đi. Chấm xanh lá, chấm xanh lá có thằng ngó đầu ra. Có 4 người vẫn ở ngoài. Thì nó không chạy được. Sắp 3 năm rồi, 4 năm rồi. Rồi có cái mũ 2 còn nguyên không anh hả? Có, ở đây có ai lấy mũ đâu. Bò chết mày bò. Bò xa kìa, bò ra đồng kìa. Có ra chiếm cái góc này không anh? Ra được góc chấm này. Vàng, có người, chấm vàng, có người, quay ra chấm vàng nhìn cho anh đi ạ. Chết rồi. Chết chưa, chắc chưa? Chết rồi, thằng chết ra bò rồi. Không, chấm vàng có thằng đang nấp ở sau cái cây ấy. Chết rồi. Thấy nốc kìa, nốc rồi. Nóc rồi. Nằm phơi xác đấy rồi, đấy chết rồi, chết rồi. Đau lắm. Đi bò anh rồi, ơi. Đau lắm, bò đâm rồi. Đi anh ơi. Anh gót. Ui, anh xong. Anh đang đi mà. Thì bảo đi chứ anh phải chạy vào chứ, ai biết đậu xe đấy, tưởng đậu xe trong nhà. Đóng anh có nhìn thấy đâu. Trong nhà ra bị mắc. Đóng cái cửa vào đi. Ăn máu đi ạ. Chấm 3 khả năng là đông đấy. Combat căng đấy. Cháu biết rồi. Đây này. Anh tin vào khả năng bắn của em Mon. Ok anh. Có người đỡ đạn rồi, đó sợ. Không nên chấm đỏ là có người rồi. Vào chấm xanh luôn rồi. Xanh là có người. Rơi cái hồ đấy có người. Xa có, chấm xanh thẳng thì không có. Có mà. Xe này không có, bên lỗ bên kia có. Xe tăng kìa. Ui, xe tăng trên đầu kìa. Chạy rồi. Cái xe tăng bị cháy. Chạy. Nết. À, bắn trộm bên này. Mời cả chú ý bên phải em ơi. Đấy, hai. Chỗ nào đấy? Chết rồi. Xô xe tăng. Cái xe tăng ấy, cháy. Đéo phải xe tăng đâu. Nết anh ơi. Vẫn trộm còn. Mấy team mà, 3 team, chỗ đấy 3 team. Có người đằng sau, đúng dâm. Dâm nào? Đây chấm 3. Đúng rồi. Ngoài vòng, nó cũng bơ rơi ngoài vòng. Kệ nó, nhìn bên này á. Hết. Trong này vẫn còn đấy. Cẩn thận bên chỗ này vẫn có thể có người này. Có thể đéo gì có chắc luôn. Đây này.
Phải xuống rồi. Mình phải vào bo. Cứ từ từ mà vào, còn 13 người thôi. Ôi kìa, người. Còn xe không ta? Xe mẹ. Còn, xe còn nguyên. Xe còn, xe đủ, xe đủ. Không còn, xe 4, cứ để từ từ. Xe 4 phải biết nó ở đâu đã. Biết là thế, thì vào từ từ. Thấp cái đầu xuống em ơi, anh đang bò em ơi. Nó nhìn thấy anh rồi, chỗ này. Đậu chỗ chấm xanh của em có người đấy. Chuẩn bị giải smoke nha. Đẩy đi, đẩy smoke luôn đi chứ còn gì nữa, chuẩn bị đi. Gót đi không? Tôi đi xe. Ông đi xe không? Đi xe thì vẫn phải smoke. Xe tăng, xe tăng. Biết rồi, biết anh ơi. Xem bọn này còn cái gì lấy nốt anh ơi. Còn smoke thì chưa biết được lấy nốt. Xuống hướng quá. Chỗ chấm xanh không còn đồ gì nữa. Chấm xanh có người. Có. Xe tăng. Bọn chấm vàng có xe tăng. Cả hai bên đều có xe tăng. Là làm xe tăng ấy nhỉ? Hai xe. Anh à, trong smoke đây có xe tăng. Anh biết. Em có blue zone đây. Rồi xe tăng bên này nổ rồi. Hai. Chỗ bụi rơm. Đây, còn một. Trúng lửa. Rồi, chết rồi. Thật, có một team ở khu này và một team xe tăng. Tăng hết rồi sao, đúng không? Chết rồi sao? Tăng thì nổ rồi nhưng mà vẫn còn. Xe tăng chết rồi. Tăng này, tăng chỗ này cơ. Em bắn chết. Nổ rồi, tăng đấy nổ rồi, tăng này hỏng rồi, hết người rồi. Nó nổ nhưng mà vẫn còn người. Bên này còn xe, còn đồ không ta? Đấy, đồ đấy. Anh bảo đẩy C4 lên trên xe tăng đi. Dán C4 lên xe tăng. Gót xa lắm anh. Em ngay gần anh ấy. Anh ơi, nhưng còn hai thằng lẻ hay sao ấy? Còn hai thằng lẻ bên trái. Một thằng bên chỗ xe tăng một kia rồi. Một thằng chỗ chấm xanh. À, thính nữa này. Một thằng thì gần chỗ thính hay sao ấy? Thính nào? Thính trước mặt anh này. Em hút với. Ơi, bên trái, bên phải. Đúng rồi. Nó gần. Trận đồ. Cái quả mấy thằng xe tăng bị mình húp quá chuẩn luôn. Anh em húp vào đấy là em giết một. Mẹ bắn thằng nóc xong rồi đỡ được kiểu cái thế. Thằng lớn trốn sau cái đụn rớt khổ. Anh bị bắn ngất xong rồi anh hàn em nết ngất. Em cứu lên lại ném lửa. Anh em ném nết ném lửa chết. Nó vừa chạy về, nó né quả nade của anh, nó chạy ra xong rồi đến lúc mà nó chạy về là đúng quả lửa nó rơi xuống đúng đầu nó luôn. Trên một đấy thầy. Trên một, vẫn được một nhưng mà. Trận đầu ngày. Có vẻ khả quan. Anh Giang nghỉ luôn à? Giang ơi! Mọi người chơi đi nhé, mọi người chơi đi, em có việc rồi. Làm thế là không được. Con ơi! Chạy đi em không phải bát vì bộ đồ. Cái tên của nó cũng đẹp. Cười mẹ. Thằng anh bò như chó con ở giữa lồng đồng mẹ. Mấy thằng em cũng chạy loang quang bên cạnh khác. Đéo rồi bà.